chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự về chủ đề việc giữ gìn ao hồ tại khu dân cư. Cuối chương trình mục nét đẹp xuân nhãn là câu chuyện về cậu học trò nghèo Phạm Văn Thông với ước mơ trở thành bác sĩ quân y. Thưa quý vị và các bạn, tại các khu dân cư thì hệ thống ao hồ cùng với cây xanh góp phần điều hòa môi trường sinh thái, tạo không khí trong lành giúp mỗi làng quê trở thành miền quê đáng sống. Trong mục muôn mặt đời sống tuần này, chúng tôi đề cập đến câu chuyện giữ gìn, bảo vệ và cải tạo ao hồ tại một số địa phương. Trước đây thôn Trai Trang thị trấn Nhân Mỹ có khoảng 20 ao hồ. Thế nhưng hơn 10 năm trở lại đây, do quá trình đô thị hóa và nhường đất cho các dự án giãn dân, các ao hồ đã bị săn đắp hết. Trong thôn Trai Trang hiện nay không còn giữ được ao hồ nào. Lớp người cao tuổi như cụ Nguyễn Bá Thanh từng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ ở thôn Trai Trang, trong đó có câu chuyện đáng buồn về hàng chục ao hồ trong thôn lần lượt bị san lấp trong nhiều năm qua vì các lý do khác nhau. Ngay chỗ cụ đứng, trước kia là ao đỉnh, nay cũng không còn. Dân chúng tôi là rất tiếc, lúc sông ngoài còn người già có khi có cái ao ra ngồi chơi ngắm cảnh, thế nhưng bây giờ lấp hết rồi, không còn gì nữa. Thôn Trai Trang có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số đông với gần 9.000 nhân khẩu, kinh tế phát triển sôi động với đủ loại hình dịch vụ và làng nghề xay sát gạo. Nhưng nghịch lý ở chỗ, cả thôn không có một hồ nước nào để điều hòa không khí, nhất là khu vực có đông hộ xay sát gạo vốn có nhiều khói bụi xả ra hàng ngày. Cái môi trường là vẫn bụi, mà ao hồ thì hết rồi thì hầu như là lóng, các cháu ấy, lớn lên thì hầu như là không biết bơi. Khu giãn dân này của thôn Trai Trang từng có 5 ao lớn nhỏ, nhưng đều bị san lấp hết để lấy làm đất ở. Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Mỹ cho rằng dân số tăng nhanh trong khi diện tích đất có hạn nên phải lấp ao. Thế nhưng ngay trong quy hoạch các khu giãn dân mới đều không có diện tích dành cho ao hồ. Ao hồ không có, sông thì không, sông có nơi để chơi chỉ có nhà đây thôi. Thực tế trắng ao hồ ở thôn Trai Trang cũng là bài học cho các địa phương khác trong việc quản lý, gìn giữ và sử dụng ao hồ khi quy hoạch các khu dân cư. Một số địa phương đang trong quá trình đô thị hóa nhưng vẫn quan tâm cải tạo gìn giữ được các ao hồ tại các khu dân cư. Chính vì quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng thì việc giữ gìn lại các ao hồ sẽ đạt kết quả cao. Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm là một ví dụ. Xã Đình Dù giáp với khu công nghiệp Phú Nối A, diện tích toàn xã không quá lớn, song địa phương này còn giữ được hơn chục ao hồ. Thôn nào cũng có ao hồ tại khu dân cư. Vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Đình Dù đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân để cải tạo, chỉnh trang hồ trung tâm xã, ao cá Bắc Hồ và ao làng thôn Ngải Dương. Sau khi ao hồ cải tạo xong, người dân góp công, góp của trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng và đặt ghế đá xung quanh. Xã Đình Dù luôn luôn quan tâm giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đặc biệt là giữ gìn những cái ao hồ sẵn có trên địa bàn, điều hòa cái sinh thái ở khu dân cư. Xã cũng đã xây dựng, hạn chế đến mức thấp nhất nước thải dân sinh xuống ao hồ để giữ gìn cái cảnh quan môi trường. Ao hồ được chỉnh trang sạch đẹp, người dân được hưởng thụ môi trường trong lành thoáng mát. Chiều nào cũng vậy, bà Hồi cùng với hàng xóm dắt cháu nhỏ đi dạo quanh hồ, vừa tập thể dục vừa hít thở không khí trong lành. Sáng ra thì đi ra đây thì cũng đông người tập thể dục lắm. Xong nó thoáng mát rồi nè, nó ao hồ nó nước lên nó mát mẻ. Hơn một năm trước, ao làng thôn Ngải Dương ngập trong ô nhiễm, nhưng nay đã trở thành một công trình văn hóa của khu dân cư, vừa đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Đình Dù đầu tư nạo vét lòng hồ, xây kè, lát đường đi và vỉa hè, xung quanh trồng hoa, cây xanh, tạo điều kiện cho người dân trong thôn đến vui chơi, ngắm cảnh hàng ngày. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nói chung xây được cái hồ này là thật sự đẹp và đạt được mong mỏi của toàn thể bà con nhân dân. Đô thị hóa mở rộng các khu dân cư nhưng không san lấp ao hồ tràn lan mà biết tận dụng diện tích ao hồ để làm đẹp thôn xóm. Đó là cách làm hay của xã Đình Dù mà nhiều địa phương khác nên học tập. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt và công bố danh mục hơn 1.000 ao hồ đầm trên bàn tỉnh không được săn lấp. Đây là hành lang pháp lý để các địa phương có trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ các ao hồ tại địa phương mình. Theo quyết định, có 1.063 hồ ao đầm
với tổng diện tích gần 900 ha nằm trong danh mục không được san lấp. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý bảo vệ ao hồ đầm, không cho tổ chức cá nhân san lấp, lấn chiếm trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục ao hồ đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Thì trách nhiệm của địa phương đó là lập các cái phương án để mà bảo vệ các cái ao hồ đầm không san lấp. Cá nhân không được xả những nước thải chưa qua xử lý gây cái tình trạng ô nhiễm những cái ao hồ đầm, thực hiện nghiêm quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh về các cái ao hồ đầm không được san lấp để bảo vệ cái cảnh quan thiên nhiên cũng như là bảo tồn cái đa dạng sinh học. Xã Long Hưng, huyện Văn Giang có 7 ao hồ không được san lấp. Ngay sau khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền xã không quy hoạch ao hồ trong danh mục không san lấp và mục đích sử dụng khác. Đồng thời, lãnh đạo xã xuống các thôn phổ biến về quy định bảo vệ ao hồ, yêu cầu người dân giữ vệ sinh môi trường và không lấn chiếm diện tích ao hồ. Ao hồ trên địa bàn là cái hồ điều hòa nước trong khu dân cư. Chúng tôi cũng chỉ đạo đến các thôn tiếp tục nâng cấp, bảo tồn, cải tạo đối với các cái ao còn lại. Ao cá Bác Hồ thôn Lại Ốc là một trong những ao hồ của xã Long Hưng vẫn giữ được nguyên trạng đến ngày nay. Dù ao hình thành từ hơn 50 năm trước, trải qua nhiều đợt mở rộng khu dân cư. Vừa qua, từ nguồn xã hội hóa của nhân dân, thôn Lại Ốc đã hoàn thành xong việc chỉnh trang khuôn viên, làm sạch nước ao, xây cầu ra đảo và đặt tượng Bác Hồ ở giữa ao. Thôn đề ra 9 quy định về bảo vệ, giữ vệ sinh môi trường, không lấn chiếm ao cá Bác Hồ nhằm giữ nét văn hóa làng quê trong cuộc sống hiện đại. Đây là một cái điểm nhấn để chúng tôi, tất cả cán bộ và nhân dân chúng ta học tập và làm theo lời Bác. Và đồng thời quyết tâm gìn giữ như thế cái ao hồ này vẫn là trở thành mãi mãi về sau được phong quang sạch đẹp. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, cả bố và mẹ đều có sức khỏe yếu, mắc bệnh mãn tính. Gia đình rất khó khăn, nhưng với tinh thần ham học, cùng sự nỗ lực cố gắng, em Phạm Văn Thông, thôn Chế Trì, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, đã vượt qua mọi khó khăn để đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Em Phạm Văn Thông hiện đang là học sinh lớp 11 chuyên toán trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều có sức khỏe yếu, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Khi rảnh rỗi, mẹ em thường đi làm thuê làm mướn cho bà con hàng xóm để kiếm thêm thu nhập, lo cho gia đình. Tuy nhiên, cũng chẳng được là bao. Ngay từ khi còn nhỏ, Thông đã luôn được đánh giá là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó, biết chia sẻ những khó khăn cùng bố mẹ và không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập. Bạn Thông là một người rất là nghị lực, và bạn có ý chí để vươn lên. Bạn học rất tốt, bạn là tấm gương để bọn cháu nhìn vào để học tập. Với các phong trào của trường lớp thì bạn cũng tham gia rất là tích cực sôi nổi. Em Thông là một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng em luôn vươn lên trong cái hoàn cảnh đó và là học sinh giỏi xuất sắc của lớp, của trường. Và đặc biệt hơn nữa là em được dự thi học sinh giỏi đội tuyển quốc gia trong đợt tới này. Hiểu được hoàn cảnh gia đình mình và những khó khăn vất vả của bố mẹ, nên ngoài giờ học, tranh thủ thời gian rảnh, em thường làm những công việc nhà, bóc long nhãn hay thông sen thuê để phụ giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, em còn giúp bố mẹ chăm sóc và chỉ bảo em gái học hành, cùng nhau phấn đấu và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, với những cố gắng không ngừng của em, 11 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Em cũng là học sinh có số điểm cao đứng thứ tư cuộc thi đầu vào lớp 10, trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, là một trong 6 thành viên của đội tuyển thi học giỏi quốc gia môn toán. Bé cháu rất là ngoan, biết bố mẹ là bệnh tật thì là cứ đi học nhà anh về thì lại bố mẹ có việc gì thì giúp đỡ việc đấy. Thế con được thành tích thì bố mẹ cố gắng làm để cho con học rồi sau này cho con nên người. Ước mơ của cháu là trở thành một bác sĩ quân y ạ. Cháu thấy ngôi trường quân y thì bố mẹ cháu không phải lo lắng về gánh nặng về tài chính ạ. Muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người ạ, cũng chữa bệnh cho bố mẹ cháu luôn ạ. Với nghị lực vươn lên cùng sự cố gắng không ngừng của em Phạm Văn Thông, em xứng đáng trở thành một tấm gương sáng vượt khó học giỏi để các bạn học tập và noi theo. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với ý chí, tinh thần vượt khó,
mong rằng em sẽ sớm có thể thực hiện được ước mơ của mình. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.